Chào mừng các bé đang đến với chương trình đọc thơ cho bé. Hôm nay chương trình xin đọc thơ cho các bé bài thơ Về Vê Ngọi của tác giả Chữ Văn Long nhé. Về Vê Ngọi, em về Vê Ngọi nghỉ hè, gặp đầm sen nở mà mê hương trời, gặp bà tuổi đã 80, quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa, gặp trăng gặp gió bất ngờ, ở trong thành phố chẳng bao giờ có đâu, bạn bè xíu xít tìm nhau, và con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm, về thăm Vê Ngọi lòng em, yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người, em ăn hạt gạo lâu rồi, hôm nay mới gặp những người làm ra, những người chân đất thật thà, em thương như thể thương bà ngồi em, Chữ Văn Long. Các bé thân mến, bài thơ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã dành thời gian lắng nghe nhé. Chúc các bé một ngày mới thật là nhiều niềm vui nhé. Bye bye.